thọ bác quan trai giới ở nhà thì nên thọ giới vào lúc nào và như thế nào muốn thọ bác quan trai giới ở nhà đó thì cái thời điểm tốt nhất là vào cái lúc mặt trời vừa mới mọc Tất nhiên là do trong cái mùa dịch này đó thì quý vị không thể nào đến chùa để mà thực hành bác quan trai giới được nhưng mà nhớ À, bác quan cây giới không đơn giản Chỉ là giữ giới là đủ nha Cái ngày quý vị thọ bác quan cây giới Quý vị phải ở nhà Không có làm việc gì hết Phải thu xếp hết công việc ở nhà Không có đi làm, không có làm bất kỳ một công việc gì Bao gồm luôn cả các cái việc như là Giặt vũ, tắm rửa à, Rồi vệ sinh nhà cửa Rồi nấu nướng Là dẹp hết phải dẹp hết công việc của một bên ngày hôm đó quý vị chỉ có mỗi một việc là tu thôi chứ không làm gì hết á. À... Cái thời điểm bắt đầu á là sáng sớm khi mặt trời vừa mới mọc ha thời điểm bắt đầu tốt nhất. Còn cái nghi thức á thì quý vị uh... quý y tâm bảo và thọ trì bất quan kê giới tự đọc. Ừ tự đọc Và trong suốt thời gian ngày hôm đó Như sư đã nói Cái việc giữ giới là điều đương nhiên rồi Nhưng mà ngày hôm đó quý vị không làm bất kỳ một công việc nào khác Ngoại trừ việc tu tập Tức là không đi làm nè Không có dọn dẹp nhà cửa nè Không có giặt vũ, không có nấu ăn Không có làm bất kỳ công chuyện gì Trừ việc tu tập thôi Tu tập đó là làm cái gì? Thực hành 6, 1 trong 6 điều mục tùy niệm tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên hoặc là thực hành bốn vô lượng tâm từ bi, hỷ, Xã. hoặc là thực hành tứ niệm xứ quán thân, thọ, tâm, pháp chỉ có nhiều đó thôi làm liên tục cho đến cái thời điểm mà kết thúc đó, là cho đến mặt trời mọc vào sáng ngày hôm sau khi mà quý vị thọ giới quý vị có thể trong trường hợp mà không có vào chùa quý vị có thể hướng đến bàn thờ hoặc là quý vị hướng về phía mặt trời mọc để quý vị xin thọ giới